Chị Lưu xin kính chào quý khán thính giả đang xem trên đài Việt Media và sau đây là phần tin chính trong ngày. Rủi ro với Trung Đông sau cái chết của Tổng thống Iran. Cái chết của Tổng thống Iran có thể sẽ khiến tình hình Trung Đông thêm bất ổn giữa lúc khu vực trải qua hàng loạt xung đột. Trước đó, hôm 19 tháng 5, Tổng thống Iran đã bị thiệt mạng khi trực thăng chở ông đâm xuống sườn núi trong thời tiết sương mù dày đặc. Vụ tai nạn là cú sốc lớn với Tehran và thế giới, nhưng nhiều khả năng sẽ không gây xáo trộn lớn tới cấu trúc lãnh đạo của Iran, bởi quyền lực cao nhất ở nước này thuộc về lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Dù vậy, Tổng thống Raisi qua đời trong thời điểm vô cùng nhạy cảm, khi căng thẳng giữa Iran và Israel đang leo thang nhanh chóng do chiến sự ở Gaza, gây lo ngại về nguy cơ một cuộc xung đột quy mô lớn nổ ra ở Trung Đông. Trong ngày Iran tìm thấy thi thể Tổng thống Raisi, Bộ trưởng Tài chính Israel, lãnh đạo đảng cực hữu trong liên minh cầm quyền nước này, kêu gọi đưa quân vào Lebanon nếu Hezbollah không rút khỏi biên giới. Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah nhiều tháng qua đã liên tục giao tranh quy mô nhỏ ở khu vực này. Bạo lực giữa gia tăng trên Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, liên tục phóng tên lửa, máy bay không người lái vào tàu hàng đi qua, bất chấp liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã nhiều lần tập kích mục tiêu của nhóm này. Vụ rơi trực thăng khiến Iran mất đi một chính trị gia cứng rắn và trung thành với lãnh tụ tối cao Khamenei, cùng với đó là Ngoại trưởng Hossein Amir, buộc Tehran phải có những thay đổi đáng kể trong thượng tầng lãnh đạo. Truyền thông Hoa Kỳ cũng đưa tin các quan chức nước này đã bày tỏ lo ngại cái chết của Tổng thống Iran có thể kích hoạt một cuộc chiến tranh thế giới mới. Trái ngược với những suy nghĩ trên thế giới, hàng chục nghìn người dân Iran đã đến thành phố Tabriz để dự lễ viếng Tổng thống Raisi và những người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở khu rừng gần đó. Sau lễ tưởng niệm ở Tabriz, thi thể của ông Raisi đã được đưa từ Tabriz tới trung tâm tu sĩ dòng Shiri ở Qom ngày 21 tháng 5 và chuyển tới Tehran vào tối cùng ngày. Lễ đưa tang tổ chức tại thủ đô vào sáng 22 tháng 5, trước khi ông Khamenei chủ trì lễ cầu nguyện. Ông Raisi sau đó sẽ được an táng ở quê nhà Mashhad, đông bắc đất nước vào tối 23 tháng 5. Houthi bắn hạ AUV 30 triệu Mỹ kim thứ hai của Hoa Kỳ chỉ trong một tuần. Lực lượng Houthi thông báo hạ máy bay MQ-9 tại tỉnh Beida, đánh dấu chiếc Reaper thứ hai của Hoa Kỳ bị bắn rơi tại Yemen trong chưa đầy một tuần. Yahya Shari, phát ngôn viên của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen hôm 21 tháng 5 cho biết, lực lượng phòng không Yemen đã bắn rơi máy bay không người lái UAV MQ-99 Reaper của Hoa Kỳ khi nó đang thực hiện nhiệm vụ thù địch trong khi phân tỉnh Beida. Phi cơ bị tiêu diệt bằng tên lửa phòng không nội địa. Hình ảnh chiến dịch đánh chặn sẽ được công bố sau. Ông Shari cho biết, đây là chiếc MQ-9 thứ hai bị lực lượng Houthi bắn hạ trong một tuần qua, cũng là chiếc thứ năm bị tiêu diệt trong chiến dịch hỗ trợ giải Gaza do nhóm vũ trang Yemen tiến hành từ cuối năm ngoái. Lực lượng Houthi bắt đầu tấn công tàu hàng đi qua Biển Đỏ từ tháng 11 năm 2023 và tuyên bố đây là hành động nhằm vào ủng hộ người dân tại dải Gaza, nơi Israel đang triển khai chiến dịch tấn công Hamas. Giới chức Hoa Kỳ cho biết, Houthi đã tập kích hàng chục tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, bắt một tàu hàng và đánh chìm một phương tiện. Các đợt tập kích của Houthi giảm trong những tuần gần đây khi Hoa Kỳ và đồng minh không kích các vị trí của nhóm. Pháp tuyên bố ủng hộ tòa hình sự quốc tế bắt các lãnh đạo Israel và thủ lĩnh Hamas. Pháp bày tỏ ủng hộ tòa hình sự quốc tế sau khi công bố viên cơ quan này xin lệnh bắt các lãnh đạo Israel cùng lãnh thủ thủ lĩnh Hamas. Bộ Ngoại giao Pháp hôm 20 tháng 5 ra tuyên bố Pháp ủng hộ tòa án hình sự quốc tế ICC, sự độc lập của họ cùng cuộc chiến chống lại quyền miễn trừ trong mọi trường hợp. Pháp lên án vụ thảm sát bài Do Thái do Hamas gây ra cùng các hành vi tra tấn, bạo lực tình dục.
Tuy nhiên, cũng có cảnh báo Israel phải tuân thủ nghiêm luật nhân đạo quốc tế, nhất là khi dải Gaza xảy ra thương vong dân thường ở mức không thể chấp nhận và thường dân không được tiếp cận hỗ trợ nhân đạo đầy đủ. Được biết, đây là nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đầu tiên lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ với ICC, khi cơ quan này đang tiến hành cuộc điều tra nhắm vào Israel và Hamas liên quan đến chiến sự Gaza. Theo đó, công tố viên ICC Karim Khan xác nhận đang xin lệnh bắt Thủ tướng Israel Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant, Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, chỉ huy đoàn Al-Qassam của Hamas Mohammed và lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Hội đồng thẩm phán ICC sẽ cân nhắc đơn xin lệnh bắt. Công tố viên Khan cũng cho biết các cáo buộc chống lại nhóm thủ lĩnh Hamas bao gồm tàn sát, giết người, bắt cóc con tin, hãm hiếp và tấn công tình dục tù nhân, tra tấn, đối xử tàn bạo. Trong khi các cáo buộc chống lại Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel gồm gây ra cuộc tàn sát ngược đãi, gây ra nạn đói như một biện pháp chiến tranh, chặn viện trợ nhân đạo và cố tình nhắm vào dân thường trong xung đột. Ngoại trưởng Israel Katz sau đó đã chỉ trích việc công tố viên Khan đặt Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Gallant bên cạnh các thủ lĩnh Hamas là nỗi ô nhục lịch sử không bao giờ quên. Israel cũng tuyên bố thành lập ủy ban đặc biệt để chống lại những nỗ lực xin lệnh bắt của công tố viên ICC, đồng thời thực hiện các biện pháp ngoại giao chống lại lệnh này. Hamas lên án mạnh mẽ việc công tố viên ICC xin lệnh bắt các thủ lĩnh của lực lượng này và gọi động thái của ông Khan là đánh đồng nạn nhân với kẻ giết người. Trái ngược với Pháp, Hoa Kỳ, một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đã lên tiếng phản đối nỗ lực của ICC. Tổng thống Joe Biden chỉ trích công tố viên ICC thái quá và nhấn mạnh không nên đặt Israel và Hamas tương đương nhau. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cũng cảnh báo động thái của ICC có thể gây nguy hiểm cho nỗ lực ngừng bắn ở dải Gaza. Ngoài ra, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson cho biết sẽ xem xét mọi phương án, bao gồm cả áp lực lệnh trừng phạt sau khi công tố viên ICC xin lệnh bắt lãnh đạo Israel. Nga lên tiếng về việc Hoa Kỳ thử nghiệm hạt nhân. Thủ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Gakipo ngày 21 tháng 5 tuyên bố, nước này sẽ không tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân nếu như Hoa Kỳ cùng đồng hành động tương tự. Theo đài RT, ông Ryabko có phát biểu trên sau khi Washington tuần trước thông báo đã thực hiện thành công một vụ thử nghiệm hạt nhân cận tới hạn tại cơ sở PULSE ở Nevada. Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, thử nghiệm cho phép họ thu nhập dữ liệu cần thiết về đầu đạn nguyên tử mà không cần sử dụng thí nghiệm nổ hạt nhân. Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày 20 tháng 5 cho biết, chúng tôi đang theo dõi sát sao những gì đang diễn ra tại địa điểm thử hạt nhân của Hoa Kỳ. Tất nhiên, chúng tôi giám sát tất cả các tín hiệu công khai từ chính quyền Washington trong lĩnh vực này. Ông Ryabkov cho biết thêm, Nga hiểu những thí nghiệm cận tới hạn như vậy đã diễn ra như một phần của việc kiểm tra hiệu suất của các bộ phận và hệ thống liên quan trong kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Washington trước đây từng khẳng định các thí nghiệm cận tới hạn không bị cấm theo Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện. Cả Hoa Kỳ và Nga đều ký hiệp ước này vào năm 1996, nhưng hiện đã ngừng phê chuẩn thỏa thuận. Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý, các tín hiệu đến từ Washington cho thấy khả năng phát triển thêm vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ không chỉ bao gồm các phương tiện vận chuyển mà còn cả đầu đạn. Theo ông, Moscow đang xem xét thông tin này một cách nghiêm túc và tính đến nó khi lên kế hoạch hành động. Ông Zelensky hết nhiệm kỳ nhưng vẫn làm tổng thống Ukraine. Tính pháp lý của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt giữa Nga và phương Tây khi ông chính thức kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 20 tháng 5. Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã hết hạn vào ngày 20 tháng 5. Tuy nhiên, cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào năm 2024 đã bị hủy bỏ với lý do thiếu quân lực và tổng động viên.
Ông Zelensky tuyên bố rằng cuộc bầu cử bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Thiết quân luật được áp đặt sau khi nổ ra cuộc xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022 và đã nhiều lần được Quốc hội Ukraine gia hạn kể từ đó. Đầu năm nay, ông Zelensky nhắc lại rằng hiện không kịp tổ chức các cuộc bầu cử do chiến sự vẫn đang tiếp diễn và do huy động quân toàn quốc. Ngày 15 tháng 5, các nhà lập pháp đã kéo dài các biện pháp khẩn cấp thêm 3 tháng. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 20 tháng 5 nói rằng ông Zelensky đã phớt lờ tòa án hiến pháp và chọn cách chiếm đoạt quyền lực tối cao. Một cuộc khảo sát do cơ quan thăm dò dư luận ESOSIS thực hiện vào đầu tháng 3 cho thấy ông Zelensky đã chỉ giành được 23,7% trong vòng bầu cử đầu tiên và không quá 32,5% trong vòng thứ hai nếu ông đối đầu với Thủ tướng Zelensky. Dữ liệu cho thấy, Tổng thống đã thua bởi vị tướng mà ông cách chức vào tháng 2. Bà Marina Sirkina, nhà khoa học chính trị và chuyên gia về luật quốc tế người Nga, nhận định vị trí của ông Zelensky đang trở nên cực kỳ bất ổn vì nhà lãnh đạo Ukraine không xác nhận tư cách Tổng thống của mình tại Tòa án Hiến pháp Ukraine sau ngày 20 tháng 5. Phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephane Dujarry hôm 20 tháng 5 cho biết, tổ chức này vẫn tiếp tục công nhận ông Zelensky là Tổng thống hợp pháp của Ukraine. Trung Quốc áp trừng phạt các hãng sản xuất vũ khí Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo áp trừng phạt bộ phận công nghiệp quân sự của hãng Boeing cũng như các công ty sản xuất xe tăng và máy bay không người lái UAV của Hoa Kỳ vì bán hàng cho đảo Đài Loan. Theo thông báo ngày 20 tháng 5 của Bộ Thương mại Trung Quốc, công ty Boeing Defense Space and Security, hãng General Dynamic Land System và công ty General Atomics Aeronautical System đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy. Điều này đồng nghĩa các giám đốc điều hành cũng của những công ty này bị cấm đến Trung Quốc, trong khi bản thân doanh nghiệp cũng bị chặn từ đầu tư thêm ở Đại Lục. Bắc Kinh công bố đòn trừng phạt các nhà sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ đúng vào ngày ông Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo của Đài Loan. Đảng của ông Lai đã cam kết sẽ tăng cường ngành công nghiệp quân sự và mua thêm vũ khí tiên tiến từ nước ngoài cho hòn đảo. Trước đó, hồi đầu tháng, Washington đã thông báo áp trừng phạt hàng chục công ty Trung Quốc có liên quan đến nghiên cứu điện toán, lượng tử cũng như 26 công ty có nguồn cung ứng bông và dệt may từ tỉnh Tân Cương. Trung Quốc đã lên án động thái này của Hoa Kỳ, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc của Washington nhằm vào Bắc Kinh. Các diễn biến làm gia tăng lo ngại về việc tái bùng phát căng thẳng và chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Ở tòa cả tháng, ông Trump vẫn gây quỹ tranh cử vượt ông Biden. Tháng 4 đánh dấu lần đầu tiên số tiền gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden tuột lại so với đối thủ của cựu Tổng thống Donald Trump. Theo hãng tin Reuters ngày 2 tháng 5, chiến dịch tranh cử của ông Biden và Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ báo cáo đã huy động được hơn 51 triệu Mỹ Kim trong tháng 4, thấp hơn so với mức huy động 76 triệu Mỹ Kim của ông Trump và Đảng Cộng Hòa. Mức 51 triệu Mỹ Kim vào tháng 4 cũng thấp hơn 90 triệu Mỹ Kim của ông Biden đã huy động được hồi tháng 3. Hiện tại, chiến dịch tranh cử của ông Biden có trong tay 192 triệu Mỹ Kim, vượt xa tất cả ứng viên trong lịch sử của đảng này ở giai đoạn. Trang tin Axios nhận định số liệu mới nhất cho thấy ông Biden vẫn có lợi thế về tiền mặt, nhưng ông Trump có thể đang thu hẹp khoảng cách trong các nỗ lực gây quỹ. Ngân sách huy động được trong tháng 4 của ông Trump được thúc đẩy nhờ số tiền kỷ lục 50,5 triệu Mỹ Kim mà ông đã huy động được chỉ trong một sự kiện hồi đầu tháng tại Palm Beach, thuộc tiểu bang Florida. Chiến dịch tranh cử của ông Trump nhấn mạnh đợt gây quỹ tháng 4 là đặc biệt đáng chú ý, vì cựu Tổng thống Hoa Kỳ đã dành gần 9 tiếng mỗi ngày trong phòng xử án. Các vụ án hình sự và dân sự đã khiến ông Trump mất một khoản phí luật sư khổng lồ. Ủy ban Hành động Chính trị Save America của ông Trump cho biết đã chi hơn 3,3 triệu Mỹ Kim cho các vấn đề pháp lý trong tháng 4.
Ông Trump hiện đang đối mặt với phiên tòa hình sự cáo buộc làm giả sổ sách kinh doanh để che đậy khoản chi 130.000 Mỹ Kim để giữ sự im lặng từ ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels. Ba phiên tòa hình sự khác của ông liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả của các cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và cáo buộc mang tài liệu mật khi rời khỏi Tòa Bạch Ốc vào năm 2021. Vào tháng 3, chiến dịch tranh cử của ông Trump tự đánh giá không thể đạt được tổng số tiền gây quỹ như ông Joe Biden trong năm nay. Tuy nhiên, thực tế là trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump vẫn đánh bại đối thủ đảng Dân Chủ Hillary Clinton, dù bà Clinton đã bỏ xa ông Trump về số tiền vận động tranh cử. Chị Lưu xin cảm ơn quý khán thính giả đã xem phần tin tức vừa rồi và xin chúc quý vị một ngày thật an lành.